ngày tháng đêm trôi, cuộc đời chia hai rồi. Bỗng một hôm có tiệc hồng bao tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên dãy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho tim mình thêm nhẹ nhàng. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù giờ gian đã tan thành khói sương. Như quên vào gì vào đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa đó mà. Đôi mắt người xưa, xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa đó. Chú sao nhé, chú sao cho một bộ này chưa? Chú cái em nhá. Cái nào của anh được không? Cứ hai bộ con nó là được thì mình xin. Chú có hiểu ý kiến? Anh thấy được không? Mình cảm thấy mình không ưng, tức là mình không thích cái thể loại đấy. Tức là nó theo cái ý của mình, cái thể loại thì nếu mà nó không ưng thì cũng vào mắt tiền. Không biết. Thank you.
cái đấy để mà hát được thì là nói lắm, được thì hàng cái đấy là nó để hát được nó phải tầm 30 triệu. Các chú một bộ 30 triệu rồi. 30 triệu. Nó tầm khoảng độ 20-25 triệu. Em nó có bằng này không? Nó tầm 20-25 triệu. Không bằng, bây giờ không bằng. Sao không được? Đấy nói em con tôi thì nó sáng hơn. Tâm linh nhá. Vâng. Đi xem rồi. Con tôi. Đi xem rồi. Quảng cáo tí này. Chú đến đây không được cái gì ngoài cái là quảng cáo. Nói tình cảm. Đấy, tôi chỉ là xin tên thì thế nào gì. Nhiều người xem cái bóng mà đi tận nhận đó. Chú quan nọ, chú quan kia đi. Để đam mê văn minh. Chưa chưa làm nên 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 cái nên làm chưa chưa làm công việc gì chắc ở dưới bên là làm được không chưa phải đi đâu kiên thay van các bạn. Thay van. Che mất cô rồi. Con trai cô che mất. Walking in the-